Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 18. Dùng đức hóa độ người. Trong thời gian đi học, Hòa Thượng đã tham gia các đoàn thể từ thiện như Hội Phật Giáo, Hội Đạo Đức, Hội Từ Thiện, Lý Thiện Khuyên Cai Thuốc, Rượu, vân vân. Sau khi thôi học, Hòa Thượng tận lực ủng hộ các hội đoàn này. Trong làng, Hòa Thượng thường hành hiếu hạnh nên được mọi người kính trọng. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng có một người bạn họ Thiệu là ban điều hành của Hội Lý Thiện Khuyên Cai Thuốc, Rượu. Không ai ngờ rằng chính ông lại phạm giới uống rượu. Dù cho mọi người khuyên can ông bỏ rượu thế nào đi nữa, ông vẫn cứ chấp mê không tỉnh ngộ. Hòa Thượng biết được việc này, bèn tận tâm chân thành đến khuyên bảo ông. Cuối cùng ông tỉnh ngộ, nguyện sẽ sửa đổi làm người mới. Hòa Thượng kể: lúc đó tôi định làm một việc hết sức ngu xuẩn, cũng vì khởi niệm ngu si nên mới tính làm chuyện như vậy. Bây giờ Thiệu Quốc Tài là hội trưởng, còn tôi là chủ nhiệm của hội. Chúng tôi đều thực hành theo đạo lý của hội, tức không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc. Nhưng không biết thế nào mà về sau, anh hội trưởng đã phá hủy các điều lệ của hội. Ai nấy đều khuyên bảo anh sửa đổi, nhưng anh vẫn không nghe. Lúc đó tôi ngu đến độ muốn tự tử để cảnh tỉnh anh ấy. Tôi và anh Thiệu là anh em kết nghĩa, tôi tính là nên khuyên anh ta trước. Nếu như anh ấy không chịu sửa đổi, tôi sẽ đập đầu vào tường chết, hoặc tìm cách chết trước mặt anh ta để anh ấy hối lỗi. Các vị thấy trên thế gian này có người nào ngu si như vậy không? Lúc đó tôi cũng đâu có lớn tuổi gì, tôi khoảng 17 tuổi thôi. Tôi đến đó không nói lời nào khác, chỉ nghiêm giọng bảo anh ta rằng: anh ấy mau làm lại người mới, nếu không anh sẽ hối hận cho coi. Nếu nghe lời tôi thì anh hãy mau mau cải đổi. Anh ta thấy tôi chí thành thiết tha như vậy mới nói: được, ông cụ non, tôi hứa với ông. Lúc đó tôi cứ nghĩ là muốn tự tử thiệt. Các vị nói, có phải người này đã ngu đến cực điểm rồi chăng? Ở đâu lại có kẻ vì bản phá điều lệ mà muốn tự sát hy sinh đời mình như thế? Còn rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Tôi sanh ra là đã có tánh ngu như thế rồi. Tại Bắc Phương có một hội đạo đức chuyên giảng thuyết đạo đức, nhân nghĩa, và tôi tham gia hội này lúc 16 tuổi. Năm 17 tuổi vào mùa đông, tôi là chủ nhiệm giảng dạy, tức làm thầy chỉ dạy cho tất cả các học viên khoảng 50-60 tuổi, cũng có 40-50 tuổi, nam nữ tổng cộng có khoảng 50-60 người. Ở hội đạo đức, chúng tôi dùng bất cứ gì cũng đều phải tiết kiệm. Thí dụ như khoai tây, thường thì người ta không ăn vỏ khoai tây, bởi hội đề xướng những gì người ta không ăn thì mình ăn, cho nên tôi nói với các học viên: ăn khoai tây đừng nhả vỏ, các vị chỉ cần ráng một chút là ăn được cái vỏ. Đó mới cho thấy công phu thực hành của chúng ta là những gì không thể ăn, chúng ta đều ăn được. Dù tôi đã giải thích vậy rồi, nhưng vẫn có học viên nhả vỏ khoai tây ra. Họ nhổ ra trên bàn, có người thì phun xuống đất, hoặc nhai nhuyễn rồi nhả ra. Bởi lúc ăn cơm, mọi người đều không nói chuyện, cho nên tôi bỏ qua, mặc kệ họ. Đợi ăn cơm xong, tôi lượm tất cả vỏ mà họ đã nhổ ra trên bàn hoặc dưới đất vào một cái chén, rồi tôi ăn các vỏ đó ngay trước mặt họ. Nhờ đó sau này không còn ai dám nhả bỏ vỏ khoai tây nữa. Nếu tôi không làm gương như thế, e rằng các học viên sẽ không phục tùng theo lời dạy. Ha ha ha,